Kính thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 12 sẽ chính thức khởi tranh giải AF Cup 2022. Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với đội tuyển Lào, Malaysia, Singapore và Myanmar. Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào trong giải đấu năm nay? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, biên tập viên Thú Quyên của chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, trưởng ban thể thao báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh để cùng tìm hiểu rõ hơn về cục diện của AFF Cup 2022. Xin chào chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. À, tham dự AFF Cup năm nay thì Việt Nam đã chuẩn bị công tác nhân sự thế nào và ông nghĩ rằng đâu là những cái tên được kỳ vọng nhất trong năm nay ạ? Thực sự thì đây là một cái giải đấu diễn ra hơi muộn. Và nó mang nghĩa nhiều cái ý nghĩa. về nhân sự thì rõ ràng là ông Park Hang-seo đã có một cái thành phần đầy đủ nhất, mạnh nhất chúng ta thấy rằng đặng văn lâm bây giờ không bị cơ quan chủ quản là các câu lạc bộ nhật ràng buộc nữa anh ấy được thi đấu và nó sẽ giúp cho cái đội tuyển chúng ta mạnh hơn ở hàng phòng ngự à, thiếu hụt trọng hoàng nhưng mà điều đó không lớn lắm khi mà trọng hoàng giả từ sân cỏ thì à, đã có một tấn tài tức là một cái hậu vệ phải và rất là thành thành công trong cái thời gian gần đây đoàn văn hậu trở về điều đó rất là tốt hàng phòng ngự thì phải nói rằng đây là một hàng phòng ngự mà tôi nghĩ là hoàn thiện nhất, mạnh nhất và được ông Bắc kỳ vọng nhất. Có thêm thanh bình nữa, cái cầu thủ này rất là trưởng thành, Việt Anh, Thành Trung, những cầu thủ này đã qua chui rèn, qua nhiều giải và đặc biệt là vòng loại cuối World Cup. À, tuyến tiền vệ thì chúng ta có thêm một sự những cái sự bổ sung đáng chú ý. À, tôi chú ý sự bổ sung của Châu Ngọc Quang và Hải Huy của Hải Phòng. Đây là hai cầu thủ thi đấu rất thành công ở V-League nhưng mà rõ ràng để họ chen chân họ tìm họ tìm suất thì rất là khó nhưng mà có họ sẽ tạo ra cho ông Park Hang Seo và đội Việt Nam nhiều phương án để chúng ta triển khai ra sự trở lại của Tuấn Anh Hoàng Anh Gia Lai cái điều đó là điều rất là là, là đáng đáng quý à, Tuấn Anh là một cái mẫu tiền vệ khó kiếm nhưng mà anh ấy rất là đen khi rất là hay bị chấn thương nhưng mà vừa rồi chúng ta thấy anh ấy thi đấu hai trận với môn và với Philippines thì rõ ràng là Tuấn Anh đã cho thấy cái sự trở lại đáng chú ý À, Khuất Văn Khang Một cái gương mặt rất trẻ Có nhiều kỷ lục về lứa tuổi Nhưng mà à, đây là cái thời điểm mà Khuất Văn Khang lên Để mà tạo một cái không khí à, và, và tích lũy nhiều hơn Nhiều hơn là cái sự kỳ vọng à, Cái tuyến tiền vệ của chúng ta vẫn vẫn rất là ổn định Với những cầu thủ cũ Trụ cột là, là là, là Hùng, Hùng Dũng à, và xung quanh cái anh ấy các vệ tinh rất là mạnh mẽ tức là cái 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 đội hình đó họ quen với nhau quá nhiều rồi tiền đạo thì không có công phượng thực sự cái điều đó không đáng lo ngại lắm à, so với khi mà chúng ta đăng quang thì chúng ta không có anh đức bây giờ anh đức là lên lên trợ lý huấn luyện viên rồi nhưng mà bù lại thì tiến linh quá chững chạc và sự trở lại của đội trưởng văn quyết tức là đội trưởng hồi cách đây chúng ta cách đây 2018 mà chúng ta đăng quang thì văn quyết đang cho thấy rằng à, anh ấy lớn tuổi nhưng mà cái sức rướn cái cái sự hỗ trợ của anh ấy rất là tốt thì đấy là một cái thành phần sơ bộ mà tôi cho rằng là mạnh nhất trong thời điểm hiện nay và ông Park sẽ không cần phải mệt mỏi nhiều với cái việc tìm những cái con người như thế Quang Hải trở về cái việc trở về của Quang Hải nó là một cái yếu tố tích cực à, ai cũng vui khi mà Quang Hải trở về cho dù là thời gian Quang Hải ở Pháp anh ấy ngồi dự bị nhiều nhưng mà bước ra cái sân chơi Đông Nam Á này thì Quang Hải sẽ là một cái một cái mẫu cầu thủ mà tôi cho rằng cả Đông Nam Á sẽ chú ý À, thưa ông, như chúng ta được biết thì đây là giải Áo à, Cúp năm 2022 là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam. À, và ông Park đã từng hứa rằng ông sẽ đặt mục tiêu là sẽ đưa Việt Nam trở lại ngôi vô địch. À, vậy thì để đạt được cái mục tiêu đề ra đó với cương vị là huấn luyện viên thì ông nghĩ rằng ông Park sẽ có những chiến thuật gì cho đội tuyển Việt Nam trong giải đấu năm nay? À, cái năm mà chúng ta bị mất Cúp á, thì thực sự chúng ta chúng ta chỉ có thua Thái Lan thôi và trận thua đó, trận thua trong hai lượt đó uh, nó để lại nhiều sự ấm ức, uh, ấm ức vì chúng ta không có một cái thành phần mạnh nhất, chúng ta để vụt những cái cơ hội cần thiết. Uh, thực sự thì uh, cái thời điểm đó thì cái cái sự chênh lệch của bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam tôi cho rằng nó không lớn ở hai đội tuyển đó, uh, nhưng mà ở những cái thời điểm nhất định thì chúng ta bị bị thua kém. thời điểm này thì lại khác. thời điểm này thì tôi cho rằng uh, nhìn chung cái bắt bằng á thì Việt Nam là đội được chuẩn bị kỹ nhất, tốt nhất. Kỹ nhất ở đây tức là những cái con người đó đã từng được va chạm ở những cái giải đấu lớn và đặc biệt là vòng loại cuối World Cup. Còn lớn ở đây là những cái cầu thủ đó họ quá quen thuộc với nhau. Tức là họ thi đấu với nhau thường xuyên ở cấp độ đội tuyển. Trong khi đó các đội khác thì họ có nhiều cái, nhiều cái sự thiếu hụt. Đương kỳ vô địch Thái Lan là đội thiếu hụt nhiều nhất, họ mất hơn nửa đội hình. Và gần như các cầu thủ thi đấu nước ngoài không không trở về được kể cả một vài cầu thủ ở trong nước cũng thế do đó tôi cho rằng đây là một cái một cái giải đấu mà có thể kỳ vọng được và ông park hoàn toàn có thể đặt cái niềm tin đó à, cái việc mà mất cúp để lấy lại cúp thì nó sẽ nó sẽ rất là vinh dự đặc biệt là cái, cái vinh dự lớn nhất là ông ấy xác định đây là một cái giải đấu cuối và ông ấy muốn có một cái cuộc chia tay đẹp với bóng đá việt nam với người hâm mộ việt nam À, trong vòng bảng thì chúng ta sẽ lần lượt gặp đội tuyển Lào, à, Malaysia, Singapore và Myanmar à, vậy thì ông nhận định đâu là đối thủ nặng ký mà chúng ta cần lo ngại Thực sự cá nhân tôi thì tôi cho rằng à, đối thủ nặng ký là bắt đầu từ bán kết tôi thì tôi cho là cái vòng bảng này là một cái vòng đấu nó là khá nhẹ nhàng nhưng mà cẩn trọng à, cẩn trọng là để chúng ta làm thế nào để chúng ta đừng bị thiệt hại về quân số chúng ta đừng để bị dính thẻ và chúng ta bảo toàn được lực lượng à, vừa rồi chúng ta có có hai cầu thủ bị covid thì một đã đã khỏe mạnh và quay trở lại Lào rồi thì một thì thì chờ đợi thì tôi nghĩ rằng từ đây tới từ đây tới bán kết thì chúng ta cố gắng chúng ta duy trì về sức khỏe về tinh thần về thể lực cho các cầu thủ đó còn điểm sơ qua các đối thủ ở trong bảng thì trận đầu tiên chúng ta gặp lào nói lào mạnh thì rõ ràng họ mạnh hơn chính họ từ khi có michael way tức là huấn luyện viên người đức dẫn dắt thì thì bóng đá lào có một sự phát triển rất là rất là tốt đặc biệt là bóng đá trẻ họ đứng hạng nhì giải u 19 u 19 đông nam á điều đó cho thấy rằng đây là một đội bóng ở tương lai nhiều hơn tức là họ tiến rất là nhiều nhưng mà họ vẫn còn một cái khoảng cách với với bóng đá việt nam myanmar thì họ từng thắng chúng ta ở sea games nhưng ở cấp độ đội tuyển thì rõ ràng nó có một sự chênh lệch lớn nhất là cái điều kiện đầu tư của Myanmar không lớn tôi cho đây cũng không phải là một đối thủ lớn Malaysia thì thực sự thì họ bị ám ảnh khi họ gặp chúng ta Malaysia mà cứ gặp đội Việt Nam tôi có tiếp xúc nhiều với các phóng viên Malaysia thì họ họ nói là bây giờ Malaysia họ ám ảnh lắm cứ họ gặp Việt Nam thì họ nghĩ tới thua và để vượt qua cái ám ảnh đó là cả một cái vấn đề lớn đã thế thì họ đến với cái giải này rõ ràng họ đến rất là rất là là, là 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 thiếu hụt nhiều cầu thủ không dám tham gia đội tuyển một là vì vấn đề tâm lý hai là vì những cái va đập ở nội bộ của họ malaysia toàn là toàn là những cầu thủ mới thì trong cái mới này thì có thể đó là một cái sức bật nhưng mà cái sức bật thì tôi cho rằng nó vẫn chưa đủ để đủ cơ để mà họ vượt qua các cầu thủ việt nam singapore một hiện tượng ở aff cup vừa rồi nhưng rõ ràng Singapore họ chưa cho thấy một cái sự đồng bộ thể hình con người rất là tốt đẹp nhưng mà để có một cái lối chơi đồng bộ thì rõ ràng Singapore họ 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 còn có cái cái khoảng cách lớn lắm do đó là chúng ta cứ từ từ mà đá vào bán kết rồi sẽ gặp những cái đối thủ mà có thể là cứng cựa hơn có thể là quan trọng hơn và và cần phải 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 phải, phải ra chiêu nhiều hơn cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay